Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Idom Furniture. Thì ngày nay, việc sắm cho gia đình mình một chiếc máy rửa chén đang dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, khi mà lựa chọn mua máy rửa chén thì nhiều người khá là bỡ ngỡ vì không biết là mình nên chọn loại máy rửa chén nào, rồi loại máy rửa chén có dung tích bao nhiêu là phù hợp, vân vân. Thì ngày hôm nay, mình làm video này để chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về máy rửa chén nhằm giúp mọi người có thể lựa chọn cho gia đình mình được một chiếc máy rửa chén phù hợp và chất lượng nhất. Đầu tiên, để tìm hiểu về máy rửa chén thì chúng ta cần phải biết được cấu tạo của máy rửa chén. Thì máy rửa chén cơ bản sẽ có cấu tạo gồm các bộ phận chính như sau. Phần thứ nhất là hệ thống điều khiển thì được đặt ở vị trí cánh cửa, có chức năng là điều khiển mọi hoạt động của máy rửa chén. Phần thứ hai là phần van nạp. Bộ phận này có chức năng chính là dẫn nước trực tiếp vào bên trong thân máy. Phần thứ ba là phần bơm. Thì bơm phần này sẽ có chức năng là bơm nước vào hệ thống tay phun. Yếu tố thứ hai là về nguyên lý hoạt động của máy rửa chén. Thì với cấu tạo gồm các bộ phận chính như trên thì máy rửa chén sẽ hoạt động dựa vào lực phun xoáy mạnh của nước. Thì một chương trình rửa của máy rửa chén sẽ bao gồm các bước là tráng, rửa, tráng, tráng lại và sấy. Khi máy vận hành thì sẽ trải qua các bước là sau khi mà khởi động máy thì máy sẽ tự động bơm nước vào bên trong. Và chọn chế độ nước nóng thì máy sẽ làm nóng nước ở một nhiệt độ thích hợp. Vào thời điểm thích hợp thì máy sẽ tự động mở hộp chất tẩy rửa, sau đó phun nước thông qua hệ thống tay phun áp lực cao. Và bước tiếp theo là xả nước bẩn lần thứ nhất và tiếp tục phun nước nóng ở áp lực cao để rửa sạch chén đĩa. Và xả nước bẩn lần thứ hai, cuối cùng thì tạo luồng khí nóng để làm khô bát đĩa. Tố thứ ba mọi người cần quan tâm khi mà mua máy rửa chén đó là về dung tích máy. Thì đơn vị tính của máy rửa chén là bộ. Bộ ở đây là bộ chén dĩa mà chúng ta hay dùng. Nhưng mà tính theo tiêu chuẩn châu Âu thì khi mà quy đổi qua bộ chén đĩa của Việt Nam thì nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Thì tạm thời mình sẽ chia dung tích máy thành 3 loại. Loại thứ nhất là máy rửa chén có dung tích nhỏ, là hay còn gọi là máy rửa chén mini, máy rửa chén 6 bộ. Thì loại này thường chỉ có một khay dùng để rửa chén, không rửa được sâu nồi do là không có đủ không gian. Thì máy rửa chén mini này có kích thước rất là nhỏ gọn, mình có thể đặt ở trên mặt bằng bếp hoặc là trong hộp tủ đều được. Thứ hai là máy có dung tích vừa hay là còn gọi là máy rửa chén 8 bộ. Thì loại máy này thường là có hai khay, có thể rửa được các loại sâu nồi cỡ nhỏ và vừa. Máy cũng có kích thước khá là nhỏ gọn nên rất dễ bố trí và lắp đặt. Loại thứ ba đó là loại máy có dung tích lớn, thì máy rửa chén 12 đến 16 bộ. Thì loại này thường có 2 đến 3 khay rửa, không gian ở bên trong thì khá thoải mái, mình có thể rửa được các loại sâu nồi cỡ lớn, thích hợp cho gia đình có đông thành viên. Tuy nhiên, gia đình có ít thành viên thì mình vẫn có thể sử dụng được, vì mình có thể gom chén dĩa ăn cả ngày, sau đó là rửa một lần. Yếu tố thứ tư là về vị trí và cách lắp đặt của máy rửa chén. Thì theo cách lắp đặt của máy rửa chén thì mình sẽ chia máy rửa chén thành hai loại, đó là máy rửa chén độc lập và máy rửa chén âm tủ. Máy rửa chén độc lập là dòng máy được lắp độc lập ở bên ngoài hoặc là bên trong tủ bếp, hoặc là có thể lắp ở bất cứ không gian nào trong nhà. Nó có thiết kế giống như một chiếc máy giặt. Chính vì cái tính linh hoạt khi lắp đặt mà có lẽ là máy rửa chén độc lập sẽ được ưa chuộng nhiều hơn. Thứ hai là dòng máy rửa chén âm tủ. Thì trong dòng máy rửa chén âm tủ này mình sẽ chia ra thành hai loại nhỏ, đó là máy rửa chén âm toàn phần và máy rửa chén âm bán phần. Máy rửa chén âm toàn phần là dòng máy được thiết kế với vị trí lắp đặt nằm hoàn toàn bên trong tủ bếp. Phía trước sẽ là tấm gỗ đồng bộ với tủ bếp và chúng ta sẽ không nhìn thấy chi tiết dư thừa nào. Máy rửa chén âm bán phần là loại máy có phần thân máy được lắp chìm bên trong tủ bếp, còn cửa máy thì vẫn giữ nguyên và thấy rõ bên ngoài. Đồng thời bảng điều khiển cũng nằm bên ngoài để chúng ta dễ dàng thao tác, không cần phải mở cửa tủ ra như máy rửa chén âm toàn. Tuy nhiên, nhược điểm của máy rửa chén âm tủ là đa phần không gian bếp của chúng ta không có chỗ trống sẵn. Nếu như mà chọn dòng máy rửa chén âm tủ thì chúng ta cần phải đo đạc và tính toán kỹ lưỡng cũng như là có sự chuẩn bị từ trước. Một điểm lưu ý ở vị trí và cách lắp đặt này đó là đường cấp thoát nước của máy. Thì chúng ta nên bố trí đường nước đi ra thấp hơn so với máy để mà quá trình xử lý nước được linh hoạt hơn. Yếu tố thứ năm
mà mọi người cần lưu ý khi mà lựa chọn mua máy rửa chén đó là về chất liệu và công suất hoạt động của máy, thì nên chọn các dòng máy có chất liệu làm từ inox cao cấp hoặc là thép không rỉ phun sơn tĩnh điện, vì nó có thiết kế bắt mắt và đảm bảo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, cũng như là cách vệ sinh nó rất là dễ dàng. Bên cạnh đó thì nên chọn các dòng máy có công suất từ 2.200 đến 2.400W, dung tích máy khoảng từ 12 đến 13 bộ để có thể yên tâm về khả năng làm sạch các loại đồ dùng cần thiết. Yếu tố thứ 6 là về tính năng của máy rửa chén. Thì ngoài chức năng chính là rửa chén thì máy còn có các chức năng đi kèm như là sấy, tiết kiệm điện và sử dụng nước nóng. Thì mọi người nên lựa chọn các tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Hiện nay khi mà mua máy rửa chén thì mình thấy nhiều người quan tâm đến chức năng sấy khô của máy rửa chén. Thì tùy thuộc vào từng dòng máy mà nó sẽ có những cái công nghệ sấy khô riêng. Thông thường thì sẽ có công nghệ là sấy khô bằng hơi nước và sấy khô Zolit. Thì sấy khô bằng hơi nước thì nó sẽ sấy khô bát đĩa bằng hơi nóng diễn ra khép kín trong máy. Còn công nghệ sấy khô Zolit thì nó sẽ sấy khô bằng hạt năng lượng. Ngoài ra thì mọi người nên lựa chọn các dòng máy rửa chén có kệ giá đựng đồ có thể điều chỉnh được, thì mình có thể tùy chỉnh tùy theo độ cao của các vật dụng mà mình sử dụng. Nếu mà gia đình có con nhỏ thì mọi người cần quan tâm đến tính năng như đèn tín hiệu hoặc là chức năng hạn giờ, hay là có thể chọn các dòng máy có độ ồn dưới 48 dB. Yếu tố cuối cùng mà mình nghĩ mọi người cần đặc biệt lưu ý khi mà chọn mua máy rửa chén đó là về thiết kế của vòi phun. Thiết kế của vòi phun là yếu tố quyết định đến việc mà máy rửa chén có rửa sạch hiệu quả hay không, và thời gian rửa dài hay ngắn là tùy thuộc rất nhiều vào cái hệ thống thiết kế vòi phun này. Khi chọn thiết kế của vòi phun thì mọi người cần quan tâm đến lực phun và đầu phun. Lực phun thì nên chọn các dòng máy có lực phun mạnh, sẽ làm sạch triệt để các vết bẩn có phần cứng đầu và những vết bẩn trong ngóc ngách của chén đĩa. Về đầu phun thì nên chọn các đầu phun chứa nhiều lỗ cấp nước với đường kính nhỏ trên cả hai đầu, thì việc làm sạch chén đĩa sẽ trở nên dễ dàng. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ những yếu tố cần lưu ý khi mà lựa chọn mua máy rửa chén. Nếu thấy video này hữu ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like hoặc nhấn đăng ký kênh YouTube của Idom Furniture để đón xem những video mới hay hơn và hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!